Nếu như ở cửa hàng hoặc là siêu thị thì cái công việc chúng ta thường xuyên phải làm đó chính là chúng ta bài trí, chúng ta sẽ thêm sản phẩm vào trong những cái kệ hàng để khách hàng họ có thể dễ dàng thấy được sản phẩm và quyết định mua hàng. Thì trên website cũng vậy, chúng ta cần phải thêm sản phẩm vào website của mình để khách hàng họ có thể dễ dàng thấy được sản phẩm và đặt hàng online trên website của bạn. Thì hôm nay trong clip này, Phụng sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước để các bạn có thể thêm đăng tải sản phẩm lên trên website của bạn. Đầu tiên thì các bạn cần phải truy cập vào cái trang quản trị của website của mình. Ở đây thì đây là một cái website mới ha. Và chúng ta sẽ vào cái trang sản phẩm này các bạn. Các bạn sẽ vào trang sản phẩm, sau đó các bạn sẽ chọn là thêm mới. Các bạn sẽ chọn là thêm mới để chúng ta có thể thêm sản phẩm vào. Và ở đây thì chúng ta sẽ có là những cái thông tin. Thì để tiết kiệm thời gian thì mình có một cái tab khác mình đã từng bước đăng lên rồi, thì các bạn xem nè. Ở đây thì chúng ta sẽ điền tên của sản phẩm. Ở đây thì mình điền là dịch vụ Game Google Map. Ở đây là một cái mô tả dài và chi tiết. Cái ô to này là mô tả dài và chi tiết cho cái sản phẩm và dịch vụ của bạn. Bạn có thể vừa thêm chữ nè, vừa thêm hình để khách hàng họ dễ dàng họ nhìn thấy và tiếp cận đến sản phẩm của bạn. Rồi, mình đang tiến hành thêm sản phẩm ha. Thì các bạn nhớ là chúng ta canh giữa cỡ là kích thước đầy đủ, và những cái ô văn bản, tiêu đề, chú thích, mô tả này các bạn điền đầy đủ vào nha. Rồi, đây nó sẽ ra như thế này ha. Mình sẽ thêm một cái ảnh nữa. Rồi, sau khi mà thêm đầy đủ những cái nội dung, chi tiết và hình ảnh về sản phẩm thì các bạn sẽ chọn luôn cái danh mục sản phẩm. Ví dụ ở đây mình đang thêm cái dịch vụ là Game Google Map thì cái danh mục nó sẽ thuộc về là dịch vụ Google. Đó, các bạn sẽ chọn cái danh mục sản phẩm phù hợp với lại cái sản phẩm của bạn đăng lên nha. Rồi tiếp theo, các bạn sẽ thêm cái từ khóa sản phẩm liên quan đến cái sản phẩm này để mà khách hàng họ dễ dàng họ tìm ra sản phẩm của bạn. Rồi, tại cái bước hình ảnh này các bạn cũng điền có nút thêm hình ảnh đó, các bạn sẽ thêm cái ảnh đại diện cho cái sản phẩm này vào nha. Rồi, ngay chỗ cái mục là album hình ảnh của sản phẩm thì nếu như cái sản phẩm của bạn nó có nhiều cái ảnh chụp ở những cái góc khác nhau để cho khách hàng họ có cái nhìn đa chiều về sản phẩm của bạn thì các bạn sẽ upload ngay chỗ là album sản phẩm ngay cái đoạn này. Ở thì các bạn có thể chọn nhiều ảnh. Chúng ta giữ nút control đó, chúng ta chọn nhiều ảnh để chúng ta up lên. Rồi, các bạn chọn ngay chỗ này. Tiếp theo thì giá. Đây thì chúng ta sẽ có giá thường thì các bạn điền cái giá thường vào. Nếu như cái sản phẩm này đang có chương trình khuyến mãi thì các bạn điền cái giá khuyến mãi vào nha. Rồi. Ngoài ra thì các bạn sẽ cần phải thêm nữa một cái gọi là mô tả ngắn cho sản phẩm. Các bạn hãy tóm tắt rút gọn lại những cái yếu tố quan trọng nhất, những cái thông số mà quan trọng nhất chúng ta sẽ tóm tắt lại để cho khách hàng họ dễ dàng họ đọc nhanh về cái thông số của sản phẩm. Rồi, nếu như trên web của bạn có thêm một cái nữa gọi là sale, yacht sale chẳng hạn, hoặc là landmark sale thì các bạn điền cái từ khóa vào đây và chúng ta tiến hành là tối ưu những cái checklist liên quan đến sale như là chúng ta viết một cái bài viết thông thường. Ok, thì như vậy á là chúng ta đã điền đầy đủ những cái thông tin khi mà chúng ta cần đăng một cái sản phẩm mới lên trên trang web của bạn. Thì các bạn nhớ là chúng ta điền đầy đủ như trong clip này mình giới thiệu thì khi mà chúng ta đăng lên á thì các bạn sẽ thấy chi tiết về cái sản phẩm của mình nhất. Bây giờ thì mình sẽ bấm cập nhật để cập nhật lại cái bài này. Nếu như các bạn bấm tải một cái sản phẩm lên mới á thì cái nút này nó sẽ có nút là tải lên ha. Rồi, nút đăng á, nút đăng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem qua cái sản phẩm nếu như mà khi mà chúng ta up lên thì nó sẽ trông như thế nào nha. Rồi, ở đây là cái mô tả ngắn nè các bạn. Tên nè, mô tả ngắn. Ở đây là cái hình ảnh nè.
Rồi, những cái hình ảnh liên quan nè. Đó, chúng ta sẽ kéo xuống. Ở đây là có những cái hình ảnh liên quan nè. Đó, người ta sẽ có thể dễ dàng họ đọc chi tiết về cái sản phẩm và cái dịch vụ này. Ok, như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể đăng tải cái sản phẩm của mình lên trên cái cửa hàng, trên website của mình. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa đi. Nếu như mà các bạn không dùng nữa thì các bạn có thể xóa hoặc là chỉnh sửa. Thì các bạn sẽ quay lại cái trang quản trị. Sau đó các bạn sẽ chọn là tất cả sản phẩm ha. Các bạn chọn tất cả sản phẩm. Thì trên trang web nó sẽ liệt kê ra là những cái sản phẩm nào mà mình đã có đăng tải lên rồi thì nó sẽ hiện ở đây. Thì ngay chỗ cái dịch vụ game Google Maps này nè, các bạn có nút chỉnh sửa nè, hoặc là sửa nhanh nè. Đó, đây là sửa nhanh nha. Rồi, nếu như các bạn muốn xóa thì các bạn sẽ bấm vào cái nút là thùng rác. Thì các bạn sẽ xóa cái sản phẩm này đi. Đó, nó rất là đơn giản phải không nào. Và hy vọng với clip này thì các bạn sẽ đăng tải đầy đủ cái sản phẩm của mình lên trên website, giúp cho khách hàng có thể nhìn thấy sản phẩm của bạn một cách rõ ràng hơn và mau chóng đặt hàng để mua hàng từ bạn. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Nhớ bấm like, bấm hình đăng hình quả chuông và bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.